Tớ sẽ chờ cậu dưới tán hoa anh đào. Đó là lời tỏ tình quen thuộc mà những cặp trai gái Nhật Bản thường trao nhau. Xuất hiện từ thời Heian, hoa anh đào từ lâu đã là một nét văn hóa của người Nhật. Với vẻ đẹp tinh khiết, thanh cao, hoa anh đào là biểu tượng cho sự trong trắng, dịu nhẹ. Có người đã nói, khi những cánh anh đào rơi, dường như mọi phiền muộn đều được che giấu sau sắc hồng mong manh ấy. Phải chăng, bởi vậy, để trung hòa giữa cuộc sống bộn bề công việc, người Nhật đã tổ chức nên lễ hội Hanami. Hana là hoa, mi là chiêm ngưỡng. Khác với những loài hoa khác, hoa anh đào rơi với một vận tốc chẳng nhanh nhưng cũng chẳng chậm, mà là 5cm trên giây. Như thể tái hiện lại cuộc đời của chúng ta một cách trọn vẹn nhất, tròn đầy nhất dưới một thước phim quay nhanh. Và có một điều thú vị về lễ hội hoa anh đào, đó chính là đây là một trong những lễ hội được tổ chức lâu nhất trên thế giới với thời gian là 2 tháng, từ tháng 3 cho tới tháng 5. Vậy nên nếu bạn có nhu cầu muốn tận hưởng lễ hội này thì có thể bắt một chuyến du lịch ngắn đến Nhật Bản và thử trải nghiệm cảm giác được ngắm cuộc đời một cách tua nhanh dưới hình dạng một cánh hoa nhé.